Alo, chào nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi qua quận 8 cả nhà ơi. Phường 4, quận 8. Đi ăn bún bò Huế. Quán hoa đào, hoa ốc đào ta. Hoa đào cả nhà, quán này cũng mới mở ở đây. Mời các bạn nhà xem. Quán mở phục vụ từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Chiều từ 4 giờ cho tới 21 giờ là tới 9 giờ cả nhà. Địa chỉ anh? Địa chỉ đâu ta? Đó, 229B Phạm Hùng, phường 4, quận 8. Rồi, ở đây có bán chè nữa nha. Cái quán này cái nhà cứ quận 5 qua là cái nhà đi qua cầu Nguyễn Duy Phương, qua cầu Âm Hồn, chạy thẳng tới luôn là gặp cái quán hoa đào để nằm bên tay trái. Còn cái hướng mà ngã tư Tạng Bủ với đèn xanh đó cả nhà, đó đèn xanh ngã tư Tạng Bủ á, đổ về cầu Âm Hồn với cầu Nguyễn Duy Phương á là cái quán nằm bên tay phải, cách ngã tư Tạo Quang Vũ khoảng chừng 150m. Ủa anh, đối diện là Nam Hải 2 hả anh? Đối diện luôn á. Đối diện bán Honda. Quán bún bò này là bán trong đó có nạm gân. Gầu gân. Gầu gân. Và giò heo cả nhà, tại vì người ta nói buổi sáng chân đồ thiệt là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ mình đi buổi tối rồi, cái này là chả. Chả lá, cái này là giá bán rồi cả nhà. Là 45, 50, đặc biệt là 60. Ở trong đó là chả cua hả chị? Dạ, chả cua với chả quế. Dạ, chả cua, chả quế. Chả ăn đồ đầy đủ. À, tại vì em đi buổi tối không à? Dạ, dạ. Còn cái này chè đậu ván. À, cái này là chè đậu ván. Bánh cơm hến nữa. Cái này ly nhiêu ta? Cái này chè này ly nhiêu? 15 ngàn. 15 ngàn. Dạ. Cơm hến mới hết rồi, nhưng mà quay hết. Vậy là có cơm hến, bữa nào mình ra quay cơm hến. Bên đây có đầy đủ. À, đầy đủ là để bán cơm hến mà hết rồi. Cái này à, cái này chị là người Huế luôn hả chị? À, cái này là kêu bằng bún Huế thôi, chứ không phải bún bò Huế hả? Bún bò Huế. Dạ. Dạ. Chị mở đây lâu chưa chị? Em mới mới mở đây bán với 10 Tết rồi. Mùa ngoài Tết. À, chị vô hẻm hả? Dạ, à, còn... Em thường không quay lại ở Dương Lăng không ạ? À, cái này mình quết á, quết chả cua. Bữa tối ban ngày cũng có. À, chả cua nhà làm luôn hả? Dạ. Mình quết xong rồi mình mới giò viên vô. Dạ, đúng rồi. Tại vì giờ em đi tối rồi phải không? Dạ, dạ. Đi tối rồi. Nếu đi buổi sáng là đồ đầy đủ. Buổi sáng là mình có cơm hến hả? Dạ có. À, bữa nào mình ra ăn cơm hến hả? Tối là mình đều ngày mình đi nhà ăn quan nhiều với em hết sớm. À. Dạ. Bây giờ ba tô ha, chú ba... mình dựng máy hả? Ba tô đi. À, cho em ba tô. Dạ, rau sống hay rau chuột? Dạ, rau sống. Sống hết luôn đi. Xong. Bây giờ mình quết mình có bỏ vô nồi không hay là? Dạ, em bỏ à. Sáng là một nồi luôn hả chị? Dạ, sáng thà hai cái chài đi nữa đúng không? Hai nồi chứ, hết rồi. Không, ý là sáng quết cái này là bỏ vô trong nồi nó nổi lên nồi dạ, đó dạ, không? Dạ, dạ. Tôi bán thuốc Huế rồi nữa. Vậy mình bán nhiêu hũ hả? 1 ký là 160. À, 1 ký 160. Tô 50 ha anh? Dạ, dạ. Cái đó là mình có giò heo rồi luôn không chị? Dạ, có giò đó chị. Ý là cái tô thường là mình có giò không? Hay là tô đặc biệt dạ, mình mới có giò? Có giò. À. Dạ. Thơm á, nghe mùi mắm thuốc Huế rồi hả chị ha? Dạ. Thơm không? Dạ, em nghe mùi thơm mà. Mình hai tô bình thường, một tô đặc biệt đi, anh ăn đặc biệt đi. Cho em hai tô thường á nha chị. Dạ, một đặc biệt. Dạ. Em một ly chè. Chúc mình ăn thử chè đậu gián đi. Khai trương 4/10 luôn. Dạ. Ở đó là mình có nạm với gân hả chị? Dạ, bắp. Bắp. Bắp bò. Mình bán ở bảnh lâu không? Mình mới giờ qua đây chị ha. Dạ, đây nó là 7 năm chị. 7 năm? Dạ, dạ, cái này là 4 năm. Đem về là 50. À, thì có bánh bèo, bánh bột lọc đâu nữa hả? Dạ, bánh bèo bột lọc. Nói chung là món Huế phải không? Dạ. Dạ. Nóng đặn cho đẹp, không phải xin. Dạ. Cho con chữ vui lắm. Cho con 3 ly trà đá luôn. Dạ, 3 ly trà đá. Cái bún hến là giờ này mình hết luôn rồi hả chị? Dạ, hết em trong hết hết á. Dạ.
cho em cái nào phanh phanh nạt nạt á. Một phanh thôi, một phanh thôi. Dạ. Cái tô đó 45 à? Tô đó đặc biệt á anh. Đó, tô này là 60. Còn cái tô đó, hai tô đó là 45 thôi nha chị. Cũng như chả cua mình bán tới đâu là mình mới bỏ vô tới đó hả chị hả? Dạ đúng rồi, nó là ngon. Còn thì làm sẵn á, là nó không ngon. Dạ. Cả nhà ở đây cũng như mặt tiền đường nó hơi ồn đó cả nhà. Là cái chả này nè, cái chả chả tươi á, chả tươi á. Còn cái hai tô này sao? Hai tô này là 45 ngàn. Hai tô bìa là 45 ngàn. Còn tô giữa là 60 ngàn. Ơi dì cháu mình mời cả nhà ăn bún bò nha. Mời cả nhà ăn bún bò với dì cháu mình nha. Rồi. Ăn đi Út ơi. Ăn rau Út ơi. Ăn rau chưa? Giòn hấp dẫn quá Út ơi, cái món bún bò là món ruột của dì cháu mình á Út. Bún bò, bún riêu. Hình như Út vô lúc nào cũng bún bò bún luôn á. Bữa mới vô mới vừa ăn bún bò bên kia. Rồi giờ bữa có dẫn Út cũng bún bò luôn nữa. Để cho nước chấm này ra nè. Không, nước đậm ngon. Nước chấm cũng ngon. Nước chấm ngon hả? Nước mắm người ta làm sẵn Út. Cái sà tế nó ha. Hơi bị đỉnh đó nha. Đây là lát này bắp bò cả nha. Rồi bự quá ở đây trời. Út nó không mềm quá. Quá chả cua hả? Mà cả nhà ăn chả cua nghe cả nhà. Chả cua này nó ngon quá. Anh ơi dựng máy cho ăn với dì cháu luôn đi anh ơi. Nhưng mà vui ghê ha, mát mẻ ghê.
Út bữa nào mình ra đang cơm hến đúng có bán hến rồi cơm hến bún hến nữa. Nếu hồi xưa Út đâu biết ăn bò đâu đúng không, không ăn được cái nhà la nó là phải ăn cho nó có chất chút xíu á, cái ăn được tập ăn bỏ thêm miếng dao nữa thì ngon quá. Mình ăn đây cũng có người thèm lắm không? Dựng máy đi, ăn xíu đi. Dựng máy vô ăn gì cháu để... Trời ơi, cái tô để thèm nè. Gì mà chịu sao nổi. Trời ơi, coi miếng bắp bò gì to dữ không trời. Trời ơi, này làm cắn một miếng này là hết hồn luôn nè. Trời ơi, trời ơi, gì mà đẩy vô dữ vậy? Cái miếng gân rồi, thắt lát nào ra đắt đó luôn cả nhà. Đạo quá, ngon không? Món yêu thích về cháu mình ăn ngon không? Mà sao mình hay mình hay thích ăn bún riêu với bún bò, bún bò đấy. Giả bộ hoài hỏi gì là mấy đà cao luôn mà cái nhãn bò nha. Nay mình mặc túi thôi, vợ mình ăn với dễ ăn mình cũng ăn nổi lên nhưng mà có chưa nổi không? Ngon rồi, bây giờ khách vô có trời đây à. Quán này mới mở nhưng mà nhìn thấy rất là sạch sẽ cả nhà, rất là sạch sẽ, rất là trưng bày đẹp mắt, quá sạch luôn, nhìn ngon ha. Lúc đầu mình tưởng là ấp nào ai ngờ là o đào. Đúng rồi, quán quán o đào bún bò Huế cơm niêu đi cơm hến, cơm hến các loại chè Huế, chè đó cả nhà. Bà chủ cũng dễ thương lắm cả nhà, cái này là này nó mới mở mà mới mở à, mới mở nửa tháng à. Ờ yeah. Mình mới đi ngang thì qua mà nhìn hấp dẫn lắm, nhìn thuốc. Ủa mới mở thêm tuần à, phải không, nhìn thuốc người đi ăn lắm cả nhà, nhìn thèm. Quán sạch sẽ chứ không trái là phải, phải phải chơi thì phải. Ăn tay nào cũng được mà, để vậy ăn tay nào cũng được mà, hay á, tay dắt hai cô cũng được mà. Dễ lắm mà, dễ ăn à. Vô cướp như đây là gì Út mình, cả nhà cũng gần về gì Út mình mà cũng coi nhiều clip có gì Út rồi phải không cả nhà, còn những Út mình nó thì ít vô hơn, gì Út mình bận công việc. Được. Bò ngon cả nhà. Cũng đậm đà chứ bộ. Cũng bò này ngon. Nhưng mà dì cháu mình là có sở thích giống nhau. Muốn bò, muốn riêu. Dì cháu mình là thích giống nhau. Ghê chưa? Ghê thật chứ? Dì cháu mình có sở thích ăn giống nhau. Ăn. Làm sao giống nhau được? Dì cháu mình sở thích giống nhau. Ăn cái nước cũng bò ngon cả nhà. Vừa ăn. Nha, bà thấy chồng thì ít nói, còn nhiều lúc đấy chồng nói nhiều, đúng không? Trời ơi, cả nhà giờ coi chồng mình ít nói là nói nhiều cả nhà. Cái nhà cho dĩa hè vợ cái bình luận ở dưới coi là hả, dĩa hè chồng nói chuyện nhiều hay là ít. Nhiều lúc có xem video á, nhiều lúc bình luận hơi con, nhiều lúc ai nói chuyện nhiều, đúng không? Cũng như 1 9 1 10 chứ không có ai mà ít được ai hết á. Tại vì tại cái câu nói của bà là vậy, hai người thích giống nhau. Ờ, cái khác chứ, tôi nó ít, dữ có nhiều. Ý là cái Hà nó muốn nói là nó gọn, nhưng mà em là thâu gọn lại. Nó gọn lại cho nó gọn mà, nhà đó là cái nghĩa đó. Bị thiếu, bị thiếu nhiều lắm. Món bún bò này bán rất là ngon cả nhà. Ngon ăn. Ngon. Ăn. Ăn mà. Nghĩ em nè,
Thôi, tôi ấy nói ăn đi. Ăn chè hả? Ừ, thì em ăn chè, em Út ăn đi chè. Út ăn đi chè, nổi không Út? Chắc không nổi quá. Không nổi chè 15 ngàn là làm được. Ăn xong mình chắc miệng chè luôn. Cái này là... Ừ, sao còn cái này ly? Út chè chứ không bằng, sẽ giống nhau được. Không. Em với Út chắc một ly à. Út sợ quá, không nổi á, không nổi á. Câu này là... Chán miệng một ly 15 ngàn cũng được á nè. Tôm bò trung bình là 40. 45. 40 kìa. Ừ, 45. Ừ, hoài à. Chè này là người Huế, người gì người ngoài gốc Huế người ta bán hả? Ờ. Chè này cái gì quá là ta. Bây giờ mời cả nhà ăn miếng chè nha. Rồi bán nhanh thì tốt. Cái chị chủ quán này cũng là người Huế luôn không? Ủa, không phải người Hoa hả? Cán bộ Huế là người Huế chắc là hiểu không? Tại vì người ta chuyên nghiệp về món đó. Nhiều người miền Tây cũng nấu bún bò Huế nữa. Mà không bằng người Huế đâu. Người Huế là chuyên nghiệp không? Người nào nấu cũng vậy tùy theo ngon dở. Nấu đâu em đựng nè. Nó nên thịt luộc rồi bá chế bùi đét luôn á. Không, cái đậu này nó bùi bùi luôn. Nó bùi bùi. Nước dừa béo béo mặn mặn, cái đậu bùi bùi. Có cho đá để bỏ vô chè nữa mà mình không có bỏ cả nhà ơi. Không, cái chè này ngon. À. Ngon. Thôi Út ăn một ly luôn đi. Ly luôn đi. Ừ. Hai người ăn đi rồi chắc. Không, kêu ly nữa cho anh. Chắc ly ngon lắm á. Ly nữa nha anh. Ăn đi, ăn để cho nó biết cái mùi chè ở Bầm Hùng như thế nào. Cái này quận 8 không ta? Đây phường 5, phường 4, quận 8. Phường 4, quận 8. Nói chung là giờ ở đây bữa nào là dán ăn mà bào bữa đó đi. Ừ. Có cơ hội á, ly chè nó đi ha. Ừ. Có cơ hội. Cho em một ly chè nó đi chơi. Nhỏ cháu giống nhau. Cho em một ly chè nó đi. Không, chè này Út ăn vô cái hột đậu nó bùi ngon lắm. Rồi ăn với nước dừa nó béo béo mặn mặn á. Tại chỉ kêu bỏ đá nữa nè mà con không bỏ đá. Ra cái khu vực quận 8 á nha, món ăn rất là nhiều luôn mà ăn ngon cũng hơi nhiều quá nha, cũng hơi nhiều quá. Đúng rồi. Cái quán này là mới mở nhưng mình cảm nhận mình ăn là thấy được á, thấy ok. Không, mới mở đây thôi nhưng mà bên Âu Dương Lân là mở đã 7 năm rồi. Mà cũng là quận 8 đúng không? Âu Dương Lân là phường 2, qua đây là phường 4. Ừ. Rồi. Cái nhà kẻ cho mình nha. Thôi bỏ đá. Anh ăn xong em bỏ để tan á. Cũng ăn thử cái hột đậu dán này đi, nó bùi nó ngon lắm. Hai gì cháu ăn không nổi. Vô cũng bò ngon quá, quất hai tôi thật ngắt luôn, quất 30 giây luôn. Tóc hành luôn không? Không, cái món này là món ruột. Món cái ruột. Này bún riêu là lẹ lắm. Đó không? Đúng rồi, bún bò, bún riêu. Có cái Út vô lần nào cũng ăn bún, nó kêu nó giận, năn nỉ nó giận đi ăn đó. Chứ nó giận ăn món khác là... Có đợt hai vợ chồng trốn con ăn chứ con đi quay phim. Vô tầm gặp luôn. Cây nó bự. Chuyện qua giờ nhắc mà. Tình giỡn rồi cả nhà đi. Như bữa đó dì Út dựng nốt quá, mình cũng vô tình là lại quán đó quay. Dì Út dựng nốt cũng ăn ngay cái quán đó luôn. Ông móc điện thoại, ông điện hai vợ chồng mình để ra ăn chung. Ai ngờ đâu là hai chồng ngay trước cửa luôn. Hết hồn. Hai người tính tạo bất ngờ hay gì á. Cái này có là dì Út ăn hai tô liền. Trong món hai tô nổi á. Ừ. Như có một clip cả nhà dì Út ăn hai tô luôn. Hai tô. Ổng nó nhiều lắm, bây giờ ổng nó ghê lắm, mình nó không được. Anh ơi, mấy bữa nữa Vũ Út vô tới rồi, đừng nói xấu ổng anh. Hai ba bữa nữa ổng vô, giúp Vũ Út về rồi. Cả nhà cũng đón xem nha cả nhà. Hai bữa nữa Vũ Út vô, mình sẽ mời Vũ Út vô quay mình clip. Ăn nữa. Không, Vũ Út vô cho Vũ Út ăn chua đi, ổng ăn chua tài lắm á. Được rồi. Bắp là đùi á. Chứ chắc gì đùi nữa. Đùi á. Bắp hoa hả? Bắp hoa nè. Bắp bò hả? Ừ. Ăn vô một cái là... Tính ra công việc tôi cũng được á, quan giá cũng được. Ừ. Tại ở Sài Gòn. Con chè này ngon, Út ăn nó bùi bùi không? Giỏi vậy. Bây giờ
trời, đau răng nè hả? Ăn bò vô đau răng đúng rồi. Bé bị đau răng rồi. Nhưng bò bự quá nha, ăn mỏi. Quá nhiều luôn. Không, ăn ngay cái hột đậu nó bùi ngon lắm anh. Anh ăn lẹ, ăn ly chè đi anh. Đứng thức chứ để hai người ngồi bên hai bên cho thèm rồi chơi chứ mới phải ăn nhanh. Nó đã làm sao á mà ở quán cái này khoảng chừng cách bữa nữa là nó thèm nữa. Ở quán không nữa thì ăn từ từ thôi. Chị ông nói bún bò nè mau, mau thèm. Đây là nằm của đường tránh của Phạm Hùng luôn á đó nha, nên xe chạy giờ này rất là nhiều xe, nên nó cũng hơi ồn lắm cả nhà, cũng thông cảm vợ chồng mình nha. Cái nhà có gần đường Phạm Hùng, phường 5, quận 8, có phường 4, quận 8 á cả nhà. Bún bò O Đào. Từ O Đào nó đã. O Đào. Ở miền mặt miền ngoài người ta hay dùng cái từ O lắm. À đúng rồi, có bò O, bò O, mình hay kêu O. O là gì, là O là mẹ. O là bộ A biết nói gì không? Mẹ gì á? Không phải, O là gì ha cô gì á? Mẹ. O có không? Ủa thấy mà. Tại vì em kêu mẹ của Thủy bà O là gì tại ha cô? Tại vì thấy mấy đứa cháu đó gọi gì là O. À. O là gì á? À. O là gì? Nói đại vậy không biết đúng không nghe cả nhà? Không, tại vì có má của Thủy bán cà phê con hay kêu bà O đó. Đúng rồi, cái từ O là đúng rồi, cái O là cái gì á, hay là người ta dùng chung, hoặc là người ta, nhưng mà chắc chắn là sẽ có gì trong đó, tại vì thấy gì hoặc cô quá. Gì hoặc cô tiếp ăn muốn hồi nữa hả? Ngon quá. Cái nước ngon ha, cái nước cũng đậm ha. Ngon cái giọt cuối cùng ha. Sáng bán là từ 6 giờ tới 12 giờ, chiều không, bán cái này từ 4 giờ luôn. Miếng thịt to bự quá to luôn. Cả bá lửa luôn. Đó. Cả bá lửa luôn. Hồi nãy Út ăn một miếng vậy một lần á, trời ơi. Tức luôn cái miệng. Ủa tự nhiên cái hai cháu mình ăn cái giờ ngồi ngó miệng không ăn. Trời đất ơi. Cảm giác ngon không, nhưng mà mai mốt có đi quay clip á, anh chỉ ăn bún thôi, còn bò thịt gì thì anh bỏ qua cho em ăn. Khó nhai á. Dằn yếu khó nhai để dịu khó nhai chứ Hà nó ăn chơi. Bún bò bự quá. Quá bự luôn. Nửa dằn yếu nhai không được á thì để em lúc ăn thôi. Còn mới hết cái bò tay bóc luôn. Tự không ra ông tay ngủ cái thòi tính tại cái cứ chụp mình đang trước camera cái dừng lại cái thòi tính chụp ảnh mà thấy nước ớt là cầm lòng có đậu. Ngon không anh ăn với ai vậy? Nhìn lên là ăn với ai vậy? Quá bơi luôn cái nợ cái này á. Nó không có ai, nhưng vợ mình đi làm đi đi chơi giữa bời. Ở nhà mình có bình à. Cái mình nói đi quay cái bò cái này xem. Cái bà không có chưa về. Anh thử miếng bò. Bà hỏi câu đi quay với ai vậy? Em hỏi anh ăn với ai vậy? Ừ. Ý là cuối cùng đi. Luôn á. Không còn ai hết trơn. Dạ cái nhà ơi. Mở nhà ăn chờ nha. Chè này chè gì mình chè thưng. Chè đậu giá. Chè đậu. Nói không biết nói. Trời ơi, cũng như nãy hai cháu mình lỡ ăn gấp quá. Giờ nhìn nó. Giờ ngồi nhìn nó ăn cái vậy. Mà mình kèm lòng không có đậu không? Nữa. Không, nhưng mà mấy người răng yếu ăn chè này được. Ủa sao chè này nó không đắng ra nó ngọt hả? Em cũng biết, để em hỏi bà chủ rồi. Chè mà sao ngọt kỳ ha. Lâu lắm rồi ăn cái bún bò quất một giá chè nó trời cướp. Ngon không? Anh ăn thử cái miếng đậu á, nó bùi ngon lắm. Dính bậy. Đúng không? Bữa mình ăn rồi, lúc cũng ăn nữa. Hơi bị đau lòng quá. Tự nhiên hai cháu giòm nó. Giòm ơi. Tự nhiên cái ổng mất ngủ lên hai cháu mình giòm. Ngon quá nè. Ăn bò quá nè chè.
không ngọt lắm ha, không có ngọt lắm, thì dừa cũng tẹm hơi à. Mà đậu á nó bùi bùi, nước dừa nó cũng béo béo mặn mặn. Đúng rồi, nó đá nó lạnh lạnh. Đúng rồi, nó không thèm gì mấy, nó miếng nó vừa trẻ hai con nét ha. Có ăn rồi mà mới ăn xong. Anh Nguyễn ơi, anh Nguyễn ơi. Ăn gì nó thưởng thức cả nhà, nó ngon. Thôi mà cái bún to to làm cho nó mau hết rồi mình chút lâu hết. Hồi xưa ở dưới quê còn nứt cả nhà. Bên hai bữa đứng nhìn là nhem. Ồ mà hai lúc trước ở dưới quê á ăn là ăn từ miếng để nhem nhem á, ăn cho bằng ăn nhem nhem á. Không thôi là như vậy nè. Cho tao miếng đi, tao chơi với mày. Ừ. Cho miếng đi. Tao cho mày đồ chơi. Cho mày chơi bún thung đũa. Anh cho miếng đi, không tao nghỉ chơi ăn. Nghỉ chơi à. Miếng đi. Ăn mà chơi nhã cho vô. Ăn thôi, mà cứ thèm mà cứ ơi. Nhả chị vô là hết mày. Cái gì vậy? Giỡn hoài. Thôi anh ăn sao anh kết thúc đi. Thôi. Cả nhà ở vòng quanh thế giới thì ghé qua vực này ăn thử cái nhà. Không phải không ta? Sao vậy? Không có nhà có ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Có dịp đi ngang quận 8. Một đường Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng. Là cái nhà qua cầu Nguyễn Phương gặp đường Phạm Hùng. Cái nhà thẳng tới nhà là thẳng cầu Nguyễn Phương qua cầu Phạm Hùng thẳng cả. Thấy con xanh đỏ đầu tiên. Cách con đỏ khoảng 150m. Là cái tiệm bún bò ấy. O Đào. O Đào nằm bên đây tay trái. Bán giá, mới bán đây cũng được một tuần rồi cả nhà. Nhưng mà bán giá thì cũng được. Bán ăn thì ngon, rất là ngon. Ăn rất là đẳng luôn, xả mình luôn, nhanh luôn. Ông món chè cũng ngon lắm. Món chè cũng ngon nha. Cái nhà cái việc là ghé hỗ trợ cho chị đi bán luôn. Bán từ sáng cho tới 12 giờ trưa. Chiều từ 4 giờ cho tới 9 giờ. Thì cái nhà cái việc cũng ngon. Cái giờ đó thì cái nhà ghé hỗ trợ cho anh chị luôn. Bán rất là ok. Dạ. Để mình xin kết thúc ở đây. Cả nhà có coi video của quán Vỉa Hè cho quán Vỉa Hè một like, một chia sẻ và một đăng ký để quán Vỉa Hè có động lực làm những clip tiếp theo cả nhà. Bye bye.